Bỏ ra bạn ơi. Bỏ ra. Bỏ ra. Anh Độ làm tí FIFA không anh Độ? Bao tiền chợ? Anh muốn bao nhiêu? Nói đùa chứ, vào đá giao hữu chơi 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 thôi, chứ tao lười đổi được đội hình lắm. À vâng, thế đá giao hữu nha. Ờ, vào đây. Đây anh ơi. Ui, đi toàn trên 100 này sao đá anh? Mày hàng thủ tao có 99 kìa. Thua hàng công của mày kìa. Hàng công của em 98 mà. Ui! Này. Và thủ môn đã theo sát bóng, bắt bóng rất tốt. Ui, thế cầu thủ anh nhanh vãi đái. Đéo theo kịp. Đơ! Đéo kịp. Và đéo theo bằng đâu. Nhất là bà mẹ rồi. Thắng tuyệt vời. Đây rồi, đây rồi. Nguy hiểm. Đây rồi. Và đây là cú sút. Quá. Và góc cho Paris Saint-Germain. Đây là bài này đổ sợ lắm này. Đấy. Tao chỉ sợ khi thằng Hiếu Lợn nó làm thôi. Còn mày làm thì sợ. Ơ, sao thế? Làm gì có ai rồi. Nó chuyển cho lách ba lê nhỉ? Anh chơi đội hình 9 người phòng thủ rồi thì làm gì có ai. Có thể sẽ là một pha bật tường. Này mà. Này mà. Ơ sao nó đéo chọc cho Zidane nhỉ? Hai thằng này hình như chơi đéo thật với nhau hay sao? Thế chọc khoe này chưa anh Độ ơi? Mày đang thua đấy em ơi. Anh ấy đã lấy bóng bằng pha can thiệp rất tốt. Úi dồi ôi. Úi dồi ôi. Gà lách vào đi. Ôi. Tịt mẹ nó sút vòng như thế nhở. Ta phải biết sút xoáy đó, em. Ai sút thẳng. Chưa bao giờ sút được vào bằng cái góc đấy đấy. Đều luôn là như vậy. Anh ấy là một siêu sao luôn. Cầu thủ anh sút cao quá rồi. Ra ta khoảng cách đéo được vào ấy. Mày mình điên à. Này do người điều khiển chứ mấy thằng cầu thủ này thì mấy con dối. Đang chơi phòng thủ rất kín kẽ. Thì anh cho em mượn đội hình anh ấy. Xong rồi anh mượn đội hình em này, em đá nhau một trận năm cũ anh ơi. Họ chuyển bóng như thể không cần nhìn vậy. Trời, tao nghĩ nha. Tình huống lấy bóng của Van Dijk. Một trận năm cũ luôn. Ui. Đấy nha. Chỉ cần một cú tấn bóng. Ui, ông kia nằm lâu thế. Mày này. Đéo đuổi được. Đẹp của Ronaldo. Đuổi ra được. Đó là Zidane bị chấn thương. Một dấu hiệu quan trọng giúp cho thế trận của đội bóng tốt hơn. Nới dòng tỷ số lên thành 3-0, họ đang dẫn trước. Ronaldo. Bắt tu bơ. Ôi ôi. Ôi ôi. Đợi mẹ anh ấy đi, đợi mẹ anh phối hợp đi, tao rút xa đấy. Thế đây là tao phối hợp với con đéo nữa, có mỗi bàn vừa rồi là vào rút xa. Vâng, đó là một đường chuyền thông minh cho đồng đội. Hãy cùng theo dõi tình huống này. Kinh vế bóng. Đây rồi. Đó là ôi trời, ông cũng sút xa bỏ mẹ đi, ông kêu. Nhưng mà đội hình em yếu, đéo vào được em sút chứ. Đội hình mạnh bỏ mẹ ra. Đấy, đéo ai đuổi được. Ronaldo. Đấy, bắt bài rồi, bắt bài rồi. Bắt bài rồi. Bóng ôi, 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 ôi. Và thủ môn có thể xử lý pha bóng đó. Mẹ tê, nó bị cuống luôn cơ. Chạy đêm ơi. Chạy đêm ơi. Năm hết Tết đến à. Rồi còn bị hiếp dâm mặt cười. Này phối hợp này, phối hợp này, đừng xuất ra. Ui, 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 ui. Thật sự ui. Anh chỉ muốn bấm phát là nó ra kỹ thuật luôn đúng không? Bây giờ tao chơi tay cầm nữa. Pháo đi. Đấy, lại sút này, lại sút này, lại sút này. Sút hộ cái. Đó là pha cản bóng thần sầu. Theo Hernandez.
Ôi thằng hen thằng đen đéo gì. Thì ra mấy quả trước là ăn may rồi. Yên là thằng đấy thằng mẹ hậu vệ cánh. Hậu vệ cánh nó sút vào. Chạy đấy. Game luôn à. Đi con mẹ mày, đéo chạy bùi gì cả. Đây rồi. Ui. Lão mày sẽ bị hack lắm. Angulo Kanté. Anh cứ đưa được anh em anh đây để em đá cho. Thì đưa. Mẹ mày cao thế. Có thể kiểm soát bóng với pha đánh đầu đó. Đấy. Một pha chuyền. Wow. Mẹ sao vào được nhở? Ô, người ta đẹp lòng cái là vào người ở đâu. Thực sự là quả thắng rất đẹp, cảm giác bóng cực kỳ tốt của cầu thủ này. Một thế trận áp đảo. 300 triệu thôi, thì anh 300 tỷ đúng không? Ê. Thế là đội cho 500 tỷ à? Ôi, bà lột 500 tỷ. Đây rồi. Biết ngay mà. Có mẹ, cay đấy nhở. Cay đéo gì, não dễ bị hack phải chịu. Ủa biết đấy nhá, em hack được nhưng mà mẹ kiểu cầu thủ yếu quá đéo làm gì được ấy. Đuổi đi. Rút Van Nistelrooy. Ôi ôi. Mẹ yếu quá. Đội hình siêu phòng thủ. Trơn quá, trơn quá. Trơn này. Hiện tại chỉ còn đúng 3 phút để đội bóng ghi bàn. Úi giời, anh bị em quẩy vào vòng à. Úi. Đá phạt cho Paris Saint-Germain. Đuổi đội chơi bẩn đấy. Đây. Ui, hình như anh đấm vào ngực thằng này sao ấy, để sút mẹ nhẹ đi. Mày biết cái team color của cái này chưa? Chưa anh ạ. Team color nghĩa là nếu như mà mày chọn các cầu thủ mà cùng chung một đội câu lạc bộ ấy. Vâng. Mày toàn chọn cầu thủ của Man U chẳng hạn. Vâng. Thì nó sẽ được cộng nhiều chỉ số lắm. Mày cộng nhiều chỉ số này không cần luôn anh ơi. Ví dụ như của anh có 6 thằng Real ấy. Vâng. Nó sẽ cộng mỗi thằng 2 chỉ số nữa cơ. Ui, thế quá. Xem đéo biết nhở. Nên là nếu build cầu thủ thì mẹ build chuẩn một tí. Uầy, hay là em đưa nick cho em, xong rồi anh build của em nhá. Hết bao tiền em gửi cho. Mày bị điên à, đi build đéo gì. Mày tự build lên mới vui. Mày cay thế nhờ, chẳng qua trận trước mình đã bảo rồi là team Anh Độ là quá mạnh rồi. Mình đéo thể làm gì được ấy, kiểu mình biết trước rồi mà mình vẫn đéo làm gì được ấy, các bạn hiểu không? Đấy, còn bây giờ là hai team bằng nhau rồi đấy. Hai team ngang ngang nhau là mình chắc chắn là mình đã được. Thề. Đây nhá, Anh Độ dám chơi cái đội này kẹo tiền không? Anh Độ chơi không? Chơi thì alo nhá, em nhắc mày luôn. Không nói nhiều, không thuê bao nữa. Ui, đội này mạnh đấy, không đùa đâu. Mạnh đéo ơi, thua mày 10 chỉ số kìa, thấy chưa? Sao đéo thấy chiến thuật đội các thứ nhở? Em còn xem để em counter các thứ chứ. Paris Saint-Germain sẽ là đội giao bóng và trận đấu được bắt đầu. Đảo kinh thế. Ôi, chuyền kìa. Alaba. Ui. Thìa gỗ. Thìa gỗ. Tài chạy nhanh thế. Tiêu hồn tấn công rất hay. Ôi. Đi mẹ mày nói gì đi. Đó là cú đá. Ôi ba người chứ phải là tên này rồi. Có thể cản phá. Nhưng được, không có cơ hội rồi. Bình tĩnh nhá. Đó là bàn thắng đầu tiên của trận đấu. Tỷ số hiện tại đang là 1-0. Các chiến binh của tôi, đừng đau lú, trận đấu tiếp. Đây rồi. Đây rồi. Vật khá đẹp mắt. Có cơ. Đây rồi. Bóng đã vào lưới. Mẹ mày. Ba người chứ phải là tên này rồi. Rùa chó. Đây rồi, lên. Lên em ơi! Má mày khỏe thế! À! Mày không chuyền gì ạ? Thiago!
Chạy đây Thiago. Thiago anh đi rồi này và làm chết cú bóng. Van Nistelrooy. Ơ, chuyền đằng kia mà. Thôi sút luôn. Má mày. Em chuyền thằng ở giữa nhá. Ui. Ui. Hay sao lại chuyền về tận đây? Không sao cả Thiago. Đem về đấy. Rất căng thẳng. Căng quá luôn anh ơi. Có thể thay đổi cục diện trận đấu. Chạy căng quá luôn. Griezmann, đây là Griezmann. Sẽ có tình huống. Hậu vệ này. Đi mẹ, chạy ra để cho họ khác đánh đậu. Sao lại Griezmann hậu vệ? Đây rồi. Đâu được, cái trái mình Ronaldo yếu quá. Griezmann. Ui. Kỹ thuật 5 sao đấy anh đội ơi, không đùa đâu. Kanté. Làm thế nào đấy? Đây rồi. Ui. Ui. Đây là khoảng cách siêu sao. Tưởng sút từ nay hoàng vào thì tao lệ mày. Siêu sao sẽ không thể bỏ lỡ một cơ hội tốt như thế này được. Thìa gỗ. Ui. Bắt bài rồi anh ơi. Chân gỗ này. Ronaldo. Có thể dứt điểm ngay. Đây. Ui rồi ôi. Đéo ai kèm đấy nhá. Em đéo không hiểu sao sút như thế được nhở. Hiệp thi đấu thứ hai của trận đấu chính thức bắt đầu. Ôi, tụi kẻ đéo giờ. Ui, xong chuyền luôn. Văn Đại. Ô, mình nhìn lại em. Ôi, đang đứng ở đấy. Vậy thằng thủ môn em nó đứng yên là đỡ rồi đấy. Nếu sao đổ xuống ăn mùi gì nhở? Chuyện mong cuộc. Kẹp. Anh lao vào người em mà. Mày bị điên à? Mày khều chân tao mà. Thằng đéo đã phạt rồi. Kìa gỗ. Chia gỗ. Để anh đào lo mình đội ơi. Hải đã biết xuất phạt. Anh não lắm. Đây rồi. Đây rồi. Và họ vừa giành được bóng, họ lại làm mất nó rồi. Từ từ triển khai thôi anh em ơi, bình tĩnh thôi. Marcelo. Ai à? Có ta. Và đây là pha tấn công của Marcus Rẻ. Chưa đéo được rồi. Đây rồi đây. Mẹ rùa chó thế nhở? Anh thấy một số vị trí và rất ngoạn mục khi làm điều đó. Thủ môn đối phương đã cố gắng hết sức nhưng không thể nào ngăn cản. Tỷ số hiện tại là 2-0. Đây rồi, Văn Đại. Ronaldo đột phá, một pha sút bóng đầy kỹ thuật đánh bại hậu vệ đối phương. Ui, ôi, mẹ mày ông quá tè, ông sút chán đéo chịu được ấy. Là Costa bật tường. Đây rồi, lên đi. Tình huống hay. Đây rồi. Mày coi. Đi mẹ. Hết rồi anh đội, hết rồi anh đội. Hết còn cặc cái quá cơ. Hết rồi anh đội. Gì thế? Sao lại chuyển về đây? Đẩy bóng lên, đuổi đi anh đội, đuổi đi anh đội. Mà không chạy nhanh đấy à? Rất tốt mày. Ui thằng kia hổng kia. Anh em đâu? Bắt cắm. Anh em đâu ơi? Ôi. Đây rồi. Đây rồi. Đéo được rồi.
Ôi trời, mẹ vẽ phản công mà. Chỉ phải căng thẳng thế à. Vâng, trận đấu sẽ tiếp tục với hiệp vụ thứ nhất. Đấy, đá hai đội chỉ số bằng nhau là biết mặt nhau ngay rồi ạ. Mặt cái mà ta thua mày 10 chỉ số. Bình tĩnh các đồng chí ơi, các chiến binh. Mình có mẹ sao bình yên hết thế nhở. Cho mẹ. Ồ, đây chính là vẻ đẹp thật sự của bóng đá. Đuổi đi anh ơi, đuổi em đi nữa. Ôi, đéo nữa rồi. Ôi, bị cô mẹ. Láo nhào, ơ. Ui, truyền kìa. Chúng ta gần tới thời điểm. Ôi, đéo được rồi, còn 2 phút. Còn 2 phút trong phụ. Còn 2 phút, Ronaldo. Đéo được rồi. À, đéo được rồi. Và có một bóng nữa. À, nó sẽ điểm chán thế. Rất hay của thủ môn. Phải rất cẩn thận trong tình này, không cần phải đá thật gạch. Van Dijk đấm bóng từ thủ môn. Phối hợp rất tốt. Rất nhiều đường chuyền. Sút. Địt mẹ, đang phản công mà. Mày ép sân như này thì mày còn kêu cái đéo gì nữa. Cày thế nhờ. Không, nhưng mà anh mà đá đội này là em cảm giác em ăn được anh được. Tao trận nữa không? Ok ngươi. Từ từ nhá, đi bạn tao thay anh Ronaldo rồi. Em bị đen đi chứ. Ui, 93. Thua nó nhở, tấn công 93. Anh vừa nạp tiền à anh Đỗ? Anh vừa nạp tiền à anh Đỗ? Không, tao còn ít tiền là mua thêm Henry Ronaldo ạ. Henry Ronaldo với Bale kìa. Đây. Vẫn đai kèm vào. Địt mẹ phải lồn là bay cả người ra. Lúc nào của anh có hai lần chạy vào kèm ấy. Một cú sọ bóng rất mạnh và đá cứ đổ bóng. Ronaldo! Ôi! Ôi! Mẹ bắt được gần. À! Mẹ phải cướp nhờ. Ui, bóng văng ra rồi vẫn còn. Một hai và đây là trò chơi chuyền bóng nhỏ giữa hai người. Ôi, đó là một pha mày lỡ nhịp à. Tuyệt vời. Đây rồi rồi, ui, sút kìa. Pha bóng tốt. Phải anh chờ em chuyền đúng không? Bây giờ hack nào em hơi khó đấy. Nhìn đi kinh rồi. Thiệt gõ. Mẹ em cho mình thằng này ấy luôn. Ui, dồn hết về đây này. Họ đã chơi tuyệt vời, đường truyền rất tốt để vượt qua. Bên trên kìa, ai kèm đi. Thiago. Ồ, đó nên là đường truyền. Quả tang này chơi bời bơi gì. Ui, khỏe và đấy lồn anh ạ. Thằng nào đấy. Ui, chạm chân Văn Đại kìa, địt mẹ mày. Không phải không vào đâu. Lôi Văn Đại chỉ muốn ngăn cản cái nhanh chóng và tốt nhất. Mẹ của ta bây giờ mà nó phải có sai lầm chứ. Quá tệ. Mà cái quan trọng nhất ấy vẫn là do thằng điều khiển em ạ. 2 phút bù giờ. 2 phút bù giờ. Đợi tí bạn ơi, anh em chung đội mà, đợi tí bạn ơi. Anh em chung đội. Ôi, không được rồi. Đéo được. Hết giờ. Hiệp 1 của trận đấu cũng. Vâng, chúng ta đang chuẩn bị cho hiệp 2. Kia đi anh Vinh. Làm gì đây? Đây. Ui. Thì hùi chạy nhìn tạch mẹ. Chuyền thằng gần cơ mà. Địt mẹ à, tự nhiên mất. Em xin anh Đỗ ơi.
Ơ, à, chọc lên. Ôi, trên rồi. Mày thế, đéo chọc vào giữa. Không, em bấm nút lên trên mà anh. Đéo hiểu. Ui sao à. Đây rồi, ui. Một tình huống đánh đầu đưa vào nghĩ. Mày rùa chó. Rất khó khăn. Không, em phải em chọc lên trên là chết rồi đấy. Đéo sao lại chọc xuống dưới. Em đi nguyên ban nhạc mà. Galek Bale. Bas Uber. Ơ, mà em Ronaldo đợi bóng rồi. Nhưng đội chủ nhà vẫn đang vật lộn để tìm hướng bóng của chính mình trong trận này. Cứ như vậy, khả năng chủ đội chủ nhà này ở đây sẽ rất là khó. Đây rồi rồi. Sửa chó thế nhỉ? Thẻ đỏ cái gì đấy? Sao thẻ đỏ? Em nghe nó bình luận thế ạ. Ôi Độ ơi. Ôi anh Độ ơi. À, anh Độ ơi. Ôi giời ơi. Định không em sút nhẹ thế nhở? Cho Paris sẽ mày. Họ sẽ làm gì với quả phạt góc này đây? Tình huống cuối cùng. Hay quá. Một đều là kết quả cuối cùng của trận này. Ơ, không chỉ nhiệm vụ rồi. Ờ, anh mời em mà. Ôi. À, mày mời mà.